bác sĩ chào bạn, chúng tôi giúp gì được cho bạn? Huyết áp cao uống tránh thai được không? Thạc sĩ bác sĩ Võ Thị Tố Uyên, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tăng huyết áp là tình trạng bệnh lý phổ biến, thường được phân loại thành tăng huyết áp nguyên phát và tăng huyết áp thứ phát. Dùng thuốc tránh thai là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát. Các dữ liệu cho thấy thuốc tránh thai phối hợp làm huyết áp cao hơn so với chỉ số huyết áp thông thường. Sau khi ngưng thuốc, tình trạng tăng huyết áp có thể tự biến mất, tuy nhiên có thể phải mất vài tháng. Như vậy, cần khảo sát cẩn thận và theo dõi huyết áp trong lúc dùng thuốc và sau khi ngưng thuốc để xem xét có phải nguyên nhân gây tăng huyết áp là do thuốc ngừa thai hay không. Đặc biệt nếu bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ khác của biến cố tim mạch như hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh thận mạng, đau cách hồi hai chân, tiền căn nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não thì nên chuyển sang biện pháp tránh thai không hoặc môn. Ví dụ như là dùng bao cao su thắt ống dẫn tinh. Tóm lại, nếu như nghi ngờ tăng huyết áp do thuốc, nên cho ngưng thuốc 2 tuần, theo dõi huyết áp mỗi ngày 2 lần, sáng, chiều và đưa tới khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mang theo kết quả đo huyết áp đã có thể để bác sĩ xem xét và điều chỉnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.